Đầu tiên mọi người vào trang dịch vụ công dân cư quốc gia.gov dịch vụ công.dân cư quốc gia.gov.vn Các bạn nhấp vào cái phần cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi hoặc là cấp thẻ căn cước cho người đủ từ 14 tuổi trở lên tùy theo trẻ của nhà các bạn. Đây mình đang cấp cho thằng cu 12 tuổi các bạn nhấp vào đây nhá nếu nó mà lút được thì nó sẽ ra thế này phần họ tên chữ đệm các bạn nhập tên các bạn nhé tên người khai cha hoặc mẹ phần trên này này thông tin người kê khai đấy các bạn nhập thông tin của các bạn của người kê khai vào còn phần thông tin người cần cấp căn cước, các bạn nhập tên con vào nhé Đấy. Nếu nó mà bị thoát ra, các bạn tiếp tục đăng nhập vào tiếp. Bởi vì do mạng ấy. Nó bị thoát ra, cái phần đăng nhập này là các bạn dùng cái tài khoản VNID ở trên điện thoại ấy, trên ứng dụng điện thoại mà trước cấp căn cước công dân đấy. Các bạn đăng nhập tên mật khẩu và tên tài khoản là cái số căn cước công dân ấy vào. Sau đó hệ thống sẽ gửi một cái mã tới số điện thoại của các bạn. Thì các bạn nhập cái mã số đó vào xong bấm xác nhận. Nếu nó không được thì các bạn lại nhập lại, cứ nhập đi. Đấy. Nếu nó không được thì các bạn lại xem trên điện thoại của các bạn nó có gửi mã nữa không? Nếu mà gửi mã nữa thì các bạn lại nhập. Đây nó mà nhảy sang trang kia nhé. thì các bạn bấm bách lại các bạn trở lại để về cái trang đăng nhập vn id này Đấy các bạn phải đăng nhập vào cái trang VNID này nhé. Cái số trên là cái số căn cước công dân. Còn số dưới là cái tên mật khẩu của VNID. Đấy nếu vẫn không được các bạn cứ kiểm tra điện thoại. Bởi vì mã OTP gửi về liên tục. Nhiều khi các bạn nhập um, à, không không đúng cái mã mà nó gửi thời điểm đó. Đây, như mình đây nhập đúng rồi nhé. Phần lưu và không lưu thì các bạn thích thì làm thế nào là Điều, bấm, bấm tiếp đăng nhập. Đấy, nó lại hỏi tiếp. Thì các bạn lại nhập. Đấy, nó ra trang dịch vụ của Bộ Công an này thì các bạn lại trở lại nhé. các bạn tải lại trang. Nếu không có gì, các bạn lại trở lại, lại trở lại trong cấp uh, lĩnh vực cấp căn cước công dân này. Xong rồi lại chọn lại dưới 14 tuổi. Đấy, thì thông tin vừa nãy các bạn nhập nó sẽ lại lưu lại tại đây rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần chọn nhanh thôi. Những gì các bạn nhập thì nó đã lưu sẵn rồi. Các bạn sẽ chọn nhanh nhé. Bởi vì lúc nó luốt được như này là mạng rất tốt thì các bạn chọn nhanh và nhập đúng thì sẽ dễ thành công. Đây phần này nó lại không có cái mối quan hệ nó lại không lên nhé. thì các bạn kệ nó các bạn thỉnh thoảng các bạn lại kiểm tra xem nó lên không. cái này mọi người phải kiên trì các bạn nhập thật nhanh cho mình nhé ấy lại không có nếu không có thì các bạn lại làm mới lại trang đấy như của mình lúc này nó đã cập nhật một phần thành công nhá nhưng mà chưa nhấn tiếp tục được mọi người nhá ở vì bởi vì mình còn cái phần là cấp huyện này mình chưa chọn tỉnh thành phố. Và phần cấp tỉnh mình cũng chưa chọn. Đấy còn như như thế này là được phần trên rồi. Nhưng còn phần dưới này là do mình chưa chọn. Đấy, như thế này các bạn bị lỗi nhá. Là do phần cấp huyện và cấp tỉnh mình chưa chọn. Đấy, bây giờ các bạn nhá, gõ gõ tên tỉnh của bạn vào tìm cho nhanh, các bạn kéo thì hơi lâu. Nó không được, các bạn chọn lại nhá. Đấy, các bạn phải chọn cái chữ Công an thành phố Hà Nội như của mình ở Hà Nội thì mình Công an thành phố Hà Nội nó phải hiện lên bên trên chữ cơ quan công an tỉnh cấp kìa. Nhưng bây giờ nó chưa lên thì các bạn sẽ phải nhấp lúc nào nó lên thì thôi bởi vì lúc này do mạng ấy các bạn cứ nhấp như thế này đến lúc nào nó lên thì thôi nhé ở đây là mình có hai phần cấp huyện và cấp tỉnh là mình chưa chọn và phải phần mà tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật mình chưa chọn cho nên chưa được mà cái phần chọn cơ quan công an cấp tỉnh thành phố là mình chưa chọn được nhé nó chưa chịu vào mình ở thành Hà Nội nó chưa vào chịu vào Hà Nội nên các bạn là nhiều khi các bạn cho nó nghỉ một lúc. Xong, các bạn làm việc gì làm cho nó nghỉ một lúc xong rồi các bạn quay vào các bạn chọn lại. Đấy, bây giờ các bạn chọn nhanh Đấy, kiểu này là gần được rồi đấy các bạn làm mới lại và lại điền nhanh nhé bởi vì nó lưu sẵn rồi các bạn chịu khó nhập một lần đầy đủ và các bạn nên làm thật nhanh càng nhanh càng tốt này kiểm tra phần trên là thành công rồi nhé còn phần hình thức cấp này này, bên dưới là mình phải chọn nhá. Nhập nhanh nơi thành phố của các bạn. Đấy, của mình công an thành phố Hà Nội vào rồi này. Cấp tỉnh này. Cấp tỉnh thì mình chọn huyện nhá, nhưng mà nó lại không ra. Đấy, nó lại không ra. Chọn cơ quan đấy, phần cơ quan bên công an cấp huyện này chưa được này khi nào nó phải hiện lên các bạn chọn được huyện của các bạn thì là nó mới được đấy bây giờ nói ra nhé các bạn chọn nhanh nhé đấy ok nhé các bạn nhớ là phải chọn đầy đủ uh, nhanh nhé không có nhiều khi các bạn chọn nó thời gian chờ lâu, mạng nó bị nghẽn là không được. Đấy, như thế này là của mình nó là ok rồi đấy. Đấy. đấy lưu bây giờ nó lại không được nhá. Nhưng các bạn cứ kiên nhẫn. Trong khi kiên nhẫn chờ đợi thì các bạn nhìn là kiểm tra lại thông tin có đúng không nhá, chính xác không? Bởi vì làm này nếu các bạn điền không chính xác phải làm lại nó rất mất nhiều thời gian. Các bạn cứ thấm thử nhiều lần xem là nó có được không. Bởi vì nhiều khi mạng ok cái là được. Làm trên online này nó không khác thì mình đi làm thủ công đâu. Cũng phải xếp hàng, phải chờ, cũng tắt nghẽn đấy nó thoát cái này ra thì các bạn phải trở lại cái trang dịch vụ công chấm dân cư quốc gia chấm gov. vn và chọn đúng cái uh, mục mà các bạn cần làm nó các bạn nhìn nó quay quay ấy kia tức là nó đang lút đấy mạng nó kém tốc độ mạng nó lút kém cho nên là chưa được thì các bạn nên trở lại và nhấp tiếp bởi vì mạng nó chập chờn mà nó dạng lúc yếu lúc khỏe như điện ấy. đấy đấy nó vào trang này thì các bạn trở lại nhá trang này là của bên bộ công an người ta làm mình không vào được trang này mình chỉ đăng nhập được vào cái trang vnid ấy. Nếu làm trên điện thoại thì khó hơn đấy. Bởi vì điện thoại thao tác nó hơi khó. Đấy các bạn nhấp vào cổng dịch vụ công quốc gia nhé. Nó mà sang bộ công an là các bạn trở lại ngay. Đấy thì nó sẽ lại vào cái trang của mình rồi để các bạn điền thật nhanh khi các bạn à, nhập chính xác nó sẽ lưu lại trong đó đây các bạn gõ luôn từ huyện của mình thành phố của tỉnh của mình cho nhanh nhé chứ còn bạn tìm như thế này thì hơi lâu này cái này của mình mình biết nó gần đây cho mình tìm được lưu này đấy ok các bạn nhé tới đây ví dụ như ngày viền xanh ấy nhá ngày hiện tại ấy là không có không có ngày ngày hiện tại là nó đang chỉ 15 kìa thì cũng bất đổi ngày màu cam này là ngày đã đủ số lượng hẹn ngày màu xanh là ngày đang chọn thì đây không có màu xanh nào hết tức là mình chưa chọn đỏ là ngày không làm việc đấy thì không có làm việc trắng là ngày được chọn thì cũng chẳng có trắng mà đen ngày làm việc đã qua thì rất nhiều ngày này ngày 5 ngày 6 ngày 7 thì các bạn bấm vào cái mũi tên bên trên chỗ tháng 8 2014 đây này để các bạn chọn qua tháng khác chứ trong tháng này giống như kiểu kín lịch rồi. Kín hết lịch các bạn nhé. Đỏ là ngày không làm việc này. Còn vàng cam là ngày đủ số lượng hẹn thu thập rồi này, thu nhận thông tin rồi này. Có ngày màu đen đen nhạt nhạt đấy là ngày làm việc đã qua rồi này. Trắng là ngày đã chọn tức là những ngày trắng là người ta đã chọn hết rồi đấy các bạn nhấn vào mũi tên để chuyển sang tháng 9 thì bây giờ ngày không làm việc là màu đỏ nhá các bạn bây giờ có rất nhiều ngày trắng ở giữa đấy các bạn chọn vào ngày như mình đây mình sẽ chọn thứ bảy thằng cu nhà mình được nghỉ học xong mình nhấn chữ nộp hồ sơ đấy các bạn vui lòng đăng ký căn cấp thẻ cơn cước nếu công dân không đến cơ quan công an theo lời hẹn nếu có hồ sơ sẽ tự động hủy đấy cho các bạn đồng ý là ok nhá thì ở đây nó sẽ có kết quả tìm kiếm này khi các bạn tìm kiếm thì các bạn chọn cái mã này hoặc là các bạn mang cái mã này đến ghi nhớ chụp lại cái mã này mang đến cơ quan công an để khai báo nhé đấy như vậy là xong mọi người nhé như vậy là xong